em là cánh diều, thầy nguyện là ngọn gió. Suốt một đời gió thổi cho cánh diều em bay. Thầy là con đò nhỏ đưa đàn em qua sông. Thầy là người cha già, công thầy như núi Thái Sơn. Thầy là hoa phượng vĩ đỏ thắm suốt tuổi thơ. Nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh đã có mặt trong buổi lễ tri ân trưởng thành cho học sinh khối lớp 9 niên khóa 2020-2024 của trường Trung học cơ sở Đồng Giao ngày hôm nay. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh thân mến, tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người, nơi ta được sống trong tình yêu thương biết bao chiều mến của thầy cô bè bạn, nơi có bao kỷ niệm đẹp đẽ thân thương với tiếng trống trường đầu thu, với trùng phượng vĩ rực rỡ đầu hè, với màu áo trắng tinh khôi trên sân trường mỗi buổi sớm mai. Cùng nhau dưới mái trường tạo nên những tháng năm rực rỡ, trường là nơi ta lớn lên cùng bao bạn bè thân thương, bao kỷ niệm thời học sinh tươi đẹp. Sau đây, xin kính mời các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh cùng đến với ca khúc Mái trường mến yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng do tốt ca các thầy cô giáo trong tổ khoa học tự nhiên biểu diễn. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
tiếp chương trình, xin kính mời các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh cùng lắng nghe ca khúc Con đường đến trường, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đăng Thương qua phần thể hiện của các cô giáo tổ khoa học xã hội. Xin kính mời các cô. Biểu diễn đầy cảm xúc của cô giáo đến từ tổ khoa học xã hội.
nối tiếp chương trình, xin kính mời các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh cùng thưởng thức một tiết mục nhảy mùa hè tuyệt vời, vô cùng sôi động của các bạn học sinh đội văn nghệ nhà trường biểu diễn. Xin mời các em. Trường Trung học cơ sở Đồng Giao tổ chức lễ tri ân trưởng thành cho học sinh khối 9 niên
khóa 2020-2024 của nhà trường. Đến dự buổi lễ hôm nay, xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của cô giáo Lê Thị Thanh Hương, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đến dự buổi lễ hôm nay, xin trân trọng giới thiệu bác Lê Văn Hùng, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường và các vị đại biểu là phụ huynh của học sinh khối lớp 9 năm học 2023-2024 của nhà trường. Xin chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự lễ tri ân ngày hôm nay, còn có các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và hơn 300 em học sinh khối 9 niên khóa 2020-2024 của trường trung học cơ sở Đồng Giao. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh yêu quý. Nếu được hỏi năm tháng nào là năm tháng đẹp nhất của đời người, chắc chắn câu trả lời sẽ là những năm tháng thanh xuân, những năm tháng của tuổi trẻ, những năm tháng của tuổi học trò. Có lẽ vì vậy, ngay lúc này đây, những bâng khuâng, tiếc nuối, những cảm xúc buồn vui, tự hào, hy vọng đang dâng lên ngập tràn trong lòng mỗi thầy cô, cha mẹ và các em học sinh khối lớp 9 trong buổi lễ tri ân đặc biệt này. Có ai đó đã nói rằng, hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó, nhưng đừng quên người cầm đèn đang đứng trong bóng đêm. Thầy cô là những người cầm ngọn đèn bất diệt của tri thức, trí tuệ, soi sáng con đường tương lai cho các em, chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa để một ngày nào đó sẽ đáp xuống một chân trời tươi đẹp, rực rỡ muôn sắc màu và ánh sáng. Hôm nay, trong buổi lễ tri ân trưởng thành của các em học sinh khối 9, chúng ta vinh dự được chào đón sự có mặt của các bậc phụ huynh. Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời bác Tống Sĩ Đạt, hội cha mẹ học sinh nhà trường, lên có đôi lời phát biểu tri ân với các thầy cô. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các bậc phụ huynh và toàn thể các con yêu quý, trong không khí ấm áp vô cùng xúc động của buổi lễ tri ân và trưởng thành của các con hôm nay, tôi thật vinh dự khi được đại diện cho các bậc phụ huynh của khối 9 có vài lời tâm sự và chia sẻ cùng với các thầy cô và các con. Lần đầu tiên cho phép tôi xin được gửi tới các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, chúc cho các con có một ngày lễ thật là vui vẻ và ý nghĩa. Kính thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, chúng ta thường nói trường học là ngôi nhà thứ hai của các con, quả không sai. Bởi chúng ta vẫn thường thấy các con luôn được vui vẻ khi đến trường để đi học, luôn hào hứng tham gia các hoạt động của nhà trường và vui vẻ mỗi khi trở về nhà. Nhìn thấy các con đặc biệt vui vẻ thì các bậc phụ huynh chúng tôi hoàn toàn yên tâm trong khi các con đến trường. Và đặc biệt là sau 4 năm học tập vui chơi dưới mái trường này, chúng tôi nhận thấy mỗi ngày của các con mình ngày càng khôn lớn và trưởng thành hơn, vững vàng về kiến thức, thành thạo về kỹ năng. Các con biết sống yêu thương và trách nhiệm. Có được điều này là nhờ công lao dạy dỗ ân cần của các thầy cô. Dù có những cháu chưa ngoan, nhưng thầy cô vẫn luôn trìu mến, yêu thương, dạy dỗ các con bằng cả một tấm lòng cao thượng của mình. Là những người làm cha làm mẹ, chúng tôi vô cùng biết ơn về những gì mà thầy cô đã làm cho các con. Những gì thầy cô chỉ dạy hôm nay sẽ là hành trang vững chắc để các con tự tin bước vào đời trong thế giới rộng lớn ngoài kia. Vì tất cả những điều đó, chúng tôi xin được gửi tới quý thầy cô lời tri ân chân thành nhất. Các con thân mến, chỉ còn vài ngày nữa thôi là các con sẽ bước vào một kỳ thi rất quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời của các con. Trong thời khắc vô cùng quan trọng này, những người làm cha mẹ, các bậc phụ huynh muốn nhắn nhủ cho các con vài điều như sau. Thứ nhất là hơn ai hết, các bậc cha mẹ rất mong muốn các con luôn khỏe mạnh, chăm ngoan, phấn đấu nỗ lực hết mình để đỗ vào trường cấp 3, đạt được kết quả cao. Thì trong tinh thần này, các con thân mến là các con hãy cố gắng để đạt được kết quả cao và đạt được nguyện vọng của mình trong học tập. Thứ hai, cha mẹ luôn mong và trân trọng những tình cảm, những kỷ niệm đẹp bên thầy cô giáo, luôn nhớ về mái trường thân yêu này. Sau này các con ra thế giới rộng lớn ngoài kia, các con hãy luôn nhớ đây là ngôi trường đầy ắp kỷ niệm đáng yêu của các con. Thứ ba, các con luôn nhớ
trên bước đường đời của mình luôn có thầy cô và các bậc cha mẹ đồng hành. Cuối cùng, các bậc cha mẹ xin gửi tới các con lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc cho các con đạt được kết quả cao trong kỳ thi trung học phổ thông cơ sở, đạt được nguyện vọng của mình. Xin cho chào pháo tay. Kính thưa các thầy cô giáo thân mến, trong những năm qua thì các bậc phụ huynh luôn luôn đồng hành cùng với nhà trường, ngoài việc cùng với nhà trường tổ chức các buổi học, rồi các buổi họp với nhau thì các ban phụ huynh vẫn đồng hành cùng với nhà trường bằng những đóng góp thiết thực của mình để nhằm tạo cho các con có một môi trường thật là ý nghĩa trong học tập và thuận lợi trong học tập. Các bậc phụ huynh đã lắp đặt các bộ máy vi tính và các bậc cũng lắp đặt TV. Đồng thời, các bậc phụ huynh trong các lớp của 5 lớp 9E, 9H, 9I, 9D và 9G cũng đồng thuận để tặng lại cho nhà trường những bộ máy, bộ vi tính và các bộ TV để cho các thầy cô giúp cho các bậc các con ở thế hệ sau sẽ có được những cái dụng cụ học tập được tốt hơn. Ngoài ra, các bậc phụ huynh còn dành tặng cho nhà trường 16 chiếc ghế đá để trong sân trường làm những chỗ cho các con ngồi nghỉ giải lao, vui chơi sau những giờ học căng thẳng. Đó là những tình cảm của bậc phụ huynh sẽ dành cho nhà trường để đóng góp một phần nhỏ giúp nhà trường tạo ra không gian học tập tốt hơn cho các thế hệ học sinh của những năm tiếp theo. Một lần nữa, trước khi dừng lời, cho tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các thầy cô giáo. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho các con luôn luôn bình tĩnh, tự tin, đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Xin chân thành cảm ơn. Nghề giáo viên vô cùng
rộng cao quý, vẫn ngày đêm sự nghiệp chồng người, chẳng quản gian nan nhọc nhằn vất vả, để hành trang em bước vào đời, người giáo viên mang từng con chữ, giúp đàn em vun bước vào đời. Trong lòng dân và trong trái tim nhân loại,
cả cuộc đời rất thanh cao cần gợn chút riêng tư, mãi ngàn đời gác hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Người là tình yêu thiết tha nhân trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh cao gần chút riêng tư, mai cả đời gắn hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Ban đêm ánh mặt trời tua màn đêm giá lạnh, ban đêm mùa xuân về dâng hoa đẹp cho đời. Ban như bài xuân ca du em sẽ vào đời, ban như vì sao xa sáng xưa trời đã. Tắm trời quê hương xin khắc sâu ơn người trong tâm hồn Việt Nam. Như cánh chim không gọi bay tắm trời quê hương xin khắc sâu ơn người trong tâm hồn Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh yêu quý. Ngày nào em bé còn con, bây giờ em đã lớn khôn thế này, cơm cha áo mẹ chữ thầy, nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao. Cha mẹ tạo ban cho các em một dáng dấp hình hài, nuôi dưỡng chăm chút cho các em khôn lớn. Tuổi thơ của các em được thầy cô chắp cánh ước mơ bằng hành trang tri thức. Trong buổi lễ tri ân và trưởng thành đầy ý nghĩa này, các em học sinh lớp 9 chắc hẳn trong điện lòng đều có bao điều muốn nói. Sau đây, xin mời em Nguyễn Trần Khánh Ly, học sinh lớp 9E, đại diện cho các em học sinh khối lớp 9 của nhà trường, lên phát biểu tri ân thầy cô và cha mẹ. Thank you.
nhiều
trong lịch sử phát triển của nhà trường bởi các em thực sự quá xuất sắc và ấn tượng trên rất nhiều lĩnh vực. Thành tích của các em là những kỳ tích để tô thắm thêm truyền thống 52 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường. Và với cá nhân, cảm ơn các em dù cô mới chỉ nhà trường hơn một năm, nhưng các em đã luôn dành cho cô những tình cảm thân thương gần gũi, đã cùng cô thực hiện những nhiệm vụ quan trọng của năm cuối cấp. Có em đã mạnh dạn chia sẻ với cô dòng tâm sự thật cảm động mà cô không thể nào quên. Và hôm nay lại một lần nữa, cô vô cùng xúc động và cảm ơn các em trong giờ phút em nói những lời tạm biệt, chia tay vẫn không quên cảm ơn thầy cô, cha mẹ như trong bài phát biểu của em Nguyễn Trần Ánh Linh. Em thân mến, có lẽ đây là lần cuối cùng cô được trò chuyện với các em, vì vậy cô mong muốn có nơi để căn dặn. Điều thứ nhất, cô mong muốn các em đừng bao giờ quên những giọt mồ hôi nặng trĩu của cha, bàn tay thân yêu và những dòng sữa ngọt lành của mẹ đã chất chiu dành trọn cho các em. Vì vậy hãy cố gắng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để cố làm để trưởng thành hơn. Đó là điều hạnh phúc nhất mà các em dành cho cha mẹ, những người sinh thành đáng kính của mình. Điều thứ hai, dù sau này là ai, ở cương vị nào, các em hãy biết trân trọng các thầy cô giáo, những người đã truyền cho các em tri thức để làm người. Đồng thời hãy lưu giữ trong trái tim mình tình thầy trò, tình bạn thắm thiết và những kỷ niệm, ký ức của tuổi học trò trong sáng, bởi nó sẽ làm dịu bớt tâm hồn các em khi gặp khó khăn, chắc trở trên đường đời. Điều thứ ba, các em hãy học cách tự chủ và độc lập, luôn biết làm giàu có, làm đẹp tâm hồn và trí tuệ của bản thân bằng cách trau dồi những cách đạo đức, trí tuệ, chuẩn bị cho mình những hành trang vững chắc để bước vào cuộc sống. Hãy nhớ rằng đời phải trải qua sóng tố nhưng không ngừng cúi đầu trước sóng tố. Trước mắt các em còn là một chặng đường dài với rất nhiều khó khăn thử thách. Em hãy đứng vững bằng ý chí, nghị lực, niềm tin, bằng bàn tay khối óc của chính mình. Điều thứ tư, học cách làm người tử tế, sống trách nhiệm, sống yêu thương, sống nhân ái thiện tha. Cô tin rằng tình yêu thương của trẻ tiên mãi là ngọn lửa hồng thắp sáng và sửa ấm tâm hồn của chúng ta. Em thân mến, xa trường rồi hãy luôn nhớ về mái trường em nhé, nơi đấy là một thời kỷ niệm, nơi đấy có cả một thời thương nhớ, nơi đấy thắp lên ngọn lửa tri thức, tình yêu lẽ sống và ước mơ trong tâm hồn em. Hãy tiếp tục phấn đấu và tỏa sáng về tình yêu với trường trung học cơ sở Đồng Sa. Vì lòng biết ơn cha mẹ và thầy cô, hãy bay cao bay xa và thành công hơn nữa để ngày trở về đoàn tụ với niềm vui hạnh phúc. Mái trường Đồng Sa luôn đến lượt tình yêu luôn rộng mở đón chào em. Các bậc phụ huynh thân mến, với các vị hiệu trưởng nhà trường, tôi được xin được trân trọng gửi tới các bậc sinh thành em, những người làm cha làm mẹ một lời cảm ơn sâu sắc. Cảm ơn các bậc phụ huynh đã tin tưởng chúng tôi, giao cho chúng tôi dạy dỗ giáo dục em trong 4 năm qua. Cảm ơn các bậc phụ huynh đã cùng chúng tôi chăm sóc bồi dưỡng một thế hệ trẻ có ích cho xã hội. Cảm ơn các bậc phụ huynh đã đồng hành và tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò chúng tôi trong suốt hành trình truyền kiến thức dạy người. Tôi xin được cảm ơn tiếp nhận món quà tri ân của các bậc phụ huynh dành tặng nhà trường gồm 16 ghế đá của các lớp 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9G, 9H, 9K và 5 bộ TV máy tính của các lớp 9E, 9H, 9I, 9D, 9G. Xin được ghi vào sổ tấm lòng vàng những tài sản trên để lưu giữ lại những tình cảm chân quý của các bậc phụ huynh. Các em học sinh niên khóa 2020-2024 đã dành tặng nhà trường. Chúng tôi xin hứa sẽ sử dụng cơ sở vật chất một cách hiệu quả, đồng thời tiếp tục là địa chỉ tin cậy, là niềm tin của các bậc phụ huynh và học sinh như lời bác Tống sinh ra đã phát biểu. Thay mặt thầy cô giáo nhà trường một lần nữa xin được kính chúc các vị đại biểu, các bậc phụ huynh dồi dào sức khỏe, chúc em học sinh khối 9 vững bước thành công trên con đường mà các em đã chọn, chúc các em bước vào kỳ thi trung học phổ thông đạt kết quả trong nguyện vọng. Thầy cô xin gửi với các em niềm tin yêu và hy vọng thầy cô trở tin vui. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
thiện của các em Trương Thị Thanh Thủy, Lê Thiên Thảo, học sinh lớp 9D với ca khúc Chẳng Còn Những Ngày Ấy, sáng tác Trung Hiếu. Thank you.
ngày hôm nay, cha mẹ và thầy cô muốn dành tặng cho các em một món quà thật vô cùng đặc biệt. Đó chính là chiếc bánh sinh nhật tuổi 15 của các em rực rỡ sắc màu. Xin các em cho một tràng pháo tay thật lớn cho món quà vô cùng đặc biệt và ý nghĩa này. Cho anh đi hoài mái tóc xưa mang bao gió sương không còn màu xanh bao nhiêu.
Gió mùa xuân mang lời ca bay đến mọi nơi, hãy yêu thương.